Nội dung hôm nay thì em muốn gửi đến các bác xem hai cấu hình của hai cặp loa của Nhật. Đấy, một cặp thì được gọi là đàn anh, một cặp thì sinh sau đẻ muộn hơn chút. Hai cặp này nó rất là đặc trưng của dòng Diatonic. Đấy, đều sản xuất ở thập niên 80 tại Nhật. Đấy, một cặp là 501, còn một cặp là 77 dòng HR. Bây giờ tí nữa em sẽ test nhạc cho các bác nghe cùng một trong một cái nội dung trong một clip hôm nay ấy. Muốn các bác nghe luôn hai cặp, từng cặp ấy, xem cái chất âm nó như nào để các bác tự đánh giá, các bác tự lựa chọn đấy, nghe trong một clip. Ngoài ra thì cái yếu tố về hình thức thì anh em thích cái gọi là đôi nào, hình thức đôi nào thì anh em chọn. Cặp đầu tiên là cặp D tôn 501. Cặp này sản xuất tại Nhật là năm 1982. Cái đặc trưng của nó anh em nhìn thấy ngay đấy là cái thùng của nó là cái thùng góc vuông. Dòng này nó sử dụng trung đôm tép đôm bát 31, trung đôm tép đôm nhũy vàng bát 31, màng màu nâu cà phê đấy, màu nâu cacao. Còn đây là cặp 77HR cũng sử dụng bát 31, cũng trung đôm tép đôm. Đấy, các bác có thể thấy 77HR vỏ vàng. Đời này nó có loại vỏ đen nữa. Tức là hai cặp này thì nó có một cái chung, đấy là sử dụng cùng đường kính bát, đều là bát 31. Tuy nhiên cái chất của đời trước đời sau nó khác một chút. Cặp 77HR thì đây là cặp 501 này. Với cặp 501 thì công suất max của nó là 100W. Đấy. Còn 77HR thì những cái thông số của nó thì các bác nhìn thấy ngay là nó sẽ chịu đòn tốt hơn. Maximum nó sẽ chịu đòn tốt hơn bởi vì thằng này là thằng đời sau. Thằng đời sau, còn cái thiết kế của nó thì cái thùng của dòng đời sau là bom bê, nhìn nó hiện đại hơn. Hôm nay em sẽ test nó với một con Omni đời nông. Đấy, tí nữa em sẽ test là các bác nghe thử xem các bác thích cái dòng nào. Dòng Diatonic 501 đời cổ sản xuất năm 82 thì nó có hai tinh chỉnh, còn anh 77HR thì đời sau để bỏ tinh chỉnh đi. Thì cho cái tinh chỉnh như bọn em làm thì cái tinh chỉnh nó không, nói chung là cho vào nó không không có giải quyết được cái gì cả. Đấy, đôi khi nó còn làm bẩn loẹt xoẹt. Do đó em thấy những cái dòng đời sau nó cải tiến nó bỏ đi rất là hợp lý, để toàn bộ là chỉnh hết ở âm ly và equalizer. Đấy. Bây giờ em sẽ test một bản nhạc ngắn ngắn để các bác cùng theo dõi xem cái chất âm của cặp nào các bác thích hơn. Đời không dám tới đành viết cho tôi nhạc tình sao lắm. Đơn vị thường khi nằm trên đất giặc, thèm trong hãi hùng tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt mềm người nâng linh khó viết bởi câu ca vì tiền hay thiệt tha. Xin đôi một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu linh bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ, trườn lên đi là nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đạn thay tiếng thank you.
vì thường khi nằm trên đất giặc thèm trong hãi hùng tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt em người nâng lính khổ viết bởi câu ca vì tiền hay thiệt tha. Xin đối diện một lần bên tôi, cho tôi yêu bằng hình hài đó không thôi. Đến với tôi, hãy đến với tôi, đừng yêu linh bằng lời. Đêm nằm miền xa, trời cao đất hạ nên đi lạ, nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đạn thay tiếng em. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đạn thay tiếng em. Ngoài kia súng nổ